Chương 307, điên cuồng. Mặt ngoài xem, Giả Lăng học viện tựa hồ khôi phục bình tĩnh, nhưng là tại đây bình tĩnh bên trong, rồi lại ẩn ẩn giấu giếm không biết sóng gió. Không biết khi nào liền sẽ đột nhiên bộc phát ra tới. Mà này bất an ngọn nguồn, tự nhiên là Phượng Trường Duyệt. Tại đây một hồi chiến đấu bên trong, Phượng Trường Duyệt trả giá nhiều ít. Học viện bên trong người đều là xem rành mạch, mặc dù là ngay từ đầu đối Phượng Trường Duyệt rất có phê bình kín đáo một ít người, trải qua lúc này đây chắc chờ. Cũng hoàn toàn thay đổi đối Phượng Trường Duyệt cái nhìn, thành tâm thực lòng nhận nàng mới nhậm chức viện trưởng thân phận. Rốt cuộc nàng ở sống chết trước mắt, vì học viện ngăn cơn sóng giữ bộ dáng, đại gia cũng đều xem ở trong mắt. Không phải ai đều có thể ở cái này tuổi trở thành linh tông, cũng không phải mỗi người đều có thể ở có được thực lực lúc sau, còn có thể không hề giữ lại vì học viện khuynh tẫn hết thảy. Hiển nhiên, Phượng Trường Duyệt làm được. Vì thế, học viện bên trong người tự nhiên là thập phần thán phục, nghĩ đến cái kia ở đầy trời bay tán loạn đại tuyết bên trong thẳng tắp mảnh dài thân ảnh, chỉ có một tiếng tuyết phục tán thưởng. Có lẽ trong vòng trăm năm, không bao giờ sẽ ra một cái Phượng Trường Duyệt. Nàng, đủ để gánh nổi cái này lá gan. Mà lúc này đây, bên ngoài những người đó, cũng rốt cuộc lần thứ hai ý thức được, Giả Lăng học viện sở có được cường đại che giấu lực lượng. Tất cả mọi người đã biết, tuy rằng tạm thời không có Thương Ly, nhưng là Giả Lăng học viện lại còn có thật nhiều thực lực cường hãn trưởng lão. Tùy tiện thả ra một cái, đều là có thể cho đế đô chấn động nhân vật. Vì thế, vô số người trong lòng thầm than, chỉ sợ, cũng chỉ có Giả Lăng học viện, mới có thể có như vậy cường đại lực lượng đi. Cũng chỉ có bọn họ, mới có thể ở có được như vậy nhiều cường giả dưới. Điệu thấp đi rồi nhiều năm như vậy. Tuy rằng mỗi một cái thế lực đều sẽ không giảng chính mình toàn bộ thực lực đặt ở mặt bàn đi lên nói, nhưng là Giả Lăng học viện nội tình thực sự vẫn là vượt quá rất nhiều người đoán trước. Vì thế, tuy rằng Giả Lăng học viện tổn thất thảm trọng, danh vọng lại là lần thứ hai đạt tới một cái tân độ cao. Không có Thương Ly, bọn họ lại là có Phượng Trường Duyệt. Cùng với như vậy nhiều linh tông cường giả. Như vậy Giả Lăng học viện như thế nào không cho người nhìn lên? Những cái đó nguyên bản cho rằng tứ đại học viện kỳ thật kém cũng không lớn người, lúc này sôi nổi bừng tỉnh nguyên lai Giả Lăng học viện đã sớm vượt qua học viện khác. Kia một ngày như vậy tình huống cơ hồ đưa mắt toàn địch đổi làm là bất luận cái gì một cái trừ bỏ Giả Lăng học viện ở ngoài thế lực chỉ sợ đều là vô lực xoay chuyển trời đất a. Mà tam đại học viện thế nhưng cũng là áp dụng nhất trí phản ứng. Hai nơ học viện cùng Bắc Kinh học viện từ lúc bắt đầu liền cái gì động tác đều không có. Mà Trăng Non học viện sau lại bởi vì linh âm lựa chọn mà đứng ở Giả Lăng học viện bên này, hơn nữa thực sự là giúp không ít vội, không biết bao nhiêu người âm thầm cắn răng. Hâm mộ ghen ghét Trăng Non học viện lại là nhân cơ hội cùng Giả Lăng học viện giao hảo. Chỉ là Trăng Non học viện lại là thập phần điệu thấp, một chút nhược điểm đều không có lưu lại. Làm những cái đó muốn thừa cơ tìm tra mọi người, cũng sôi nổi bất lực trở về. Chuyện này, nhìn như rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhưng mà áo tư đế quốc lại là lâm vào tân trạng huống bọn họ cùng nạp khắc lan đế quốc chính thức khai chiến. Tuy rằng vẫn là ở biên giới, lại không thể ảnh hưởng toàn bộ áo tư đế quốc người đối trận này chiến sự để ý. Rốt cuộc tam đại đế quốc đã vượt qua trăm năm thời gian không có phát sinh quá chiến tranh rồi. Mà lúc này đây, nạp khắc lan đế quốc lại là khuynh tẫn cả nước chi lực vì này. Có thể thấy được này quyết tâm to lớn. Như vậy, trận chiến tranh này kịch liệt trình độ cũng có thể tưởng tượng. Tuy rằng đối chính mình đế quốc thực lực có tin tưởng, nhưng là địch nhân đến thế rào rặt thực sự cũng làm người vô pháp hoàn toàn yên tâm. Trong triều đình, cũng có bất đồng thanh âm. Bệ hạ, này dơ thật là có thất suy xét a. Một cái râu tóc bạc trắng lão thần run run rẩy rẩy đứng ra, khom người run giọng nói, bệ hạ. Nạp khắc lan đế quốc tuy rằng thực lực không bằng chúng ta chính là lần này, nạp khắc lan đế quốc hiển nhiên là khuynh tẫn cả nước chi lực thế tất muốn đòi lại một cái công đạo. Như vậy thế không, đối với chúng ta mà nói cũng thật là có bối rối a. Còn thỉnh bệ hạ tam tư a. Vũ Thiên Yến cao tòa thượng đầu, nghe tiếng sắc mặt quạnh quẽ. Mà xuống phương lập tức lại đứng ra một người tuổi trẻ tướng lãnh bộ dáng nam nhân, đầu tiên là hướng về phía Vũ Thiên Yến hành lễ. Rồi sau đó không tán đồng nhìn về phía kia lão giả. Văn các lão lời này sai rồi, tình huống đã như thế sáng tỏ, đối phương đều đã khiêu khích đến tận đây, chẳng lẽ chúng ta còn chỉ có thể một mặt thoái nhượng? Nạp khắc lan đế quốc đầu tiên là vô duyên vô cớ yêu cầu chúng ta giao người, đưa bọn họ đại công chúa chết. Không duyên cớ vô cớ đặt ở chúng ta nhân thân thượng, hơn nữa khí thế cực kỳ kiêu ngạo, ngôn ngữ tìm từ. Có thể nói uy hiếp, như thế xem ra, bọn họ căn bản không có một phân một hào thành ý, hết thảy đều bất quá là lý do, muốn gây xích mích chiến tranh thôi.
Nếu tình huống như vậy, chúng ta vẫn luôn nhường nhịn, kia đã có thể không phải khoan dung nhân từ, mà là uất ức nhút nhát. Ngươi, Văn Các lão bị này một phen lời nói khí mặt đỏ tai hồng, ngược lại thẹn quá thành giận, lại là thình thịch một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ minh giám, lão thần tuyệt đối không phải ý tứ này, ta Áo Tư đế quốc nhất phú cường. Có từng sợ hãi bất luận kẻ nào, chỉ là lão thần tư cho rằng, vì cá biệt người, đem toàn bộ đế quốc đều kéo vào đi, thực sự không phải cái gì sáng suốt lựa chọn a. Tu Dung tướng quân tuổi còn nhỏ, không hiểu đến từ đại cục suy xét, nhưng là bệ hạ ngài lại là muốn khăng khăng như thế. Tu Dung nhìn Văn Các lão liếc mắt một cái, xoay người cũng hướng tới Vũ Thiên Yến quỳ xuống. Chắp tay nói, bệ hạ, đế quốc tôn nghiêm cùng Dung Du không dung người xâm phạm. Đối phương đã như thế mạo phạm, chúng ta cần thiết tăng thêm khiển trách. Nếu không, toàn bộ đại lục người đều sẽ cho rằng ta Áo Tư đế quốc dễ khi dễ. Thần nguyện vì đế quốc mà chiến. Này phiên dõng dạc hùng hồn nói, lập tức đem Văn Các lão nghẹn cái chết khiếp, chỉ vào hắn ngón tay run rẩy, hơn nửa ngày mới nói, ngươi. Ngươi làm càn, khụ. Nhìn mãnh liệt ho khan Văn Các lão, Tu Dung mặt vô biểu tình, xem ra Văn Các lão thật là vì đế quốc dầu thúi ruột, ngài vẫn là trước đem thân thể của mình chiếu cố hảo đi, nếu không. Thật là đế quốc một tổn thất lớn đâu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là mặc cho ai đều xem ra tới, Tu Dung nói lời này không chút nào để ý, bọn họ này đàn có thực lực võ tướng. Từ trước đến nay cùng này đó chỉ biết Vũ Văn Lộng mặc múa mép khua môi văn thần không hợp, lúc này đây càng là như thế, liền kém trực tiếp sạc thanh. Bên cạnh lập tức có người đem Văn Các lão trộn lẫn đi xuống. Tràng gian một mảnh an tĩnh, sau một lát nguyên bản Văn Các lão phía sau vị trí thượng một người nam nhân, lần thứ hai đứng ra. Sắc mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua Tu Dung. Tu Dung tướng quân tuy rằng lòng son dạ sắt nhưng là chúng ta yêu cầu suy xét chính là toàn bộ đế quốc an nguy cùng ích lợi. Trước mắt này tình hình lại rõ ràng bất quá, đối phương bất quá là yêu cầu chúng ta giao ra đi một người. Chiến tranh cùng nhau, không biết bao nhiêu người sẽ vô tội mà chết. Dùng một người tới đổi lấy hòa bình là nhất đáng giá cách làm. Ngồi ở thượng đầu Vũ Thiên Yến, nghe vậy bỗng nhiên nhìn nói chuyện kia nam nhân liếc mắt một cái. Tu Dung cười lạnh một tiếng, còn không có tới kịp nói chuyện, đứng ở đằng trước. Vẫn luôn không nói gì Tầm Kiếm Bình, bỗng nhiên xoay người lại. Lời này nói, thật sự là nhẹ nhàng. Thẩm Kiếm Thanh bằng âm trầm túc luôn là mang theo một cổ thiết huyết ngưng trọng hơi thở, giống nhau cùng hắn đối diện, đều yêu cầu nhất định dũng khí, ngày thường hắn cũng luôn là trầm mặc ít lời. Nhưng là chỉ cần vừa nói lời nói, liền đại biểu cho hắn tuyệt đối thái độ. Hơn nữa bởi vì hắn siêu cường thực lực cùng hắn thủ hạ đám kia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chiến sĩ, thâm chịu đế quốc coi trọng, hắn cơ hồ là võ tướng nhất có thân phận đại biểu. Cho nên thấy Tầm Kiếm Bình bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, kia nam nhân lập tức liền trong lòng lột bột một chút, âm thầm kêu khổ. Như thế nào hắn chỉ là nói như vậy hai câu, liền trêu chọc vị này sát thần. Nhưng là nhiều người như vậy nhìn, dù cho mọi người đều trong lòng đối Thẩm Kiếm Bình bao nhiêu sợ hãi, nhưng là lại cũng không thể quá mức rõ ràng. Hắn cường tự chấn định nhìn về phía Thẩm Kiếm Bình, lại là sai mở mắt thần, nhìn Thẩm Kiếm Bình phía trước một khoảng cách, không biết Thẩm tướng quân lời này ý gì. Thẩm Kiếm mặt bằng vô biểu tình, quanh thân tiết ngưng, mặc dù chỉ là liếc mắt một cái, cũng làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Này ngắn ngủi trầm mặc làm không ít người đều trong lòng phát run. Nam nhân kia càng là không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Một lát sau, Thẩm Kiếm Bình mới nói, người có biết bọn họ muốn chúng ta giao ra người kia là cái gì thân phận? Này kia nam nhân lập tức nghẹn lời, sắc mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt trốn tránh lên. Hắn đương nhiên biết. Chuyện này, chỉ sợ đế đô bên trong, đã không có người không biết. Rốt cuộc khi đó sự tình nháo đến quá lớn, Thái Thượng Hoàng ban đầu hạ đạo ý chỉ kia. Cùng với những cái đó ở Già Lang học viện bên ngoài không ngừng làm ầm ĩ người, đều nhắc tới người kia tên. Mọi người chỉ sợ đều đã đối cái tên kia như sấm bên tai, hắn lại như thế nào không biết. Chỉ là không biết vì sao, đối thượng Thẩm Kiếm Bình, lại là mặc danh cảm thấy chột dạ. Thế cho nên nói lắp lên. Thấy vậy, Thẩm Kiếm Bình trầm giọng nói. Bọn họ muốn người kia, là Phượng Trường Duyệt. Cuối cùng ba chữ, leng keng hữu lực như là cục đá rơi trên mặt đất, làm không ít người run lên, tựa hồ có thể từ những lời này bên trong. Cảm nhận được trong đó trọng lượng. Bọn họ không có bất luận cái gì chứng cứ chỉ trích hơn nữa làm chúng ta giao ra người, đó là tùy tiện một người, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, huống chi người nọ là Phượng Trường Duyệt. Hắn nhìn về phía kia nam nhân, đột nhiên hỏi nói, người có biết Phượng Trường Duyệt hiện tại thân phận? Ta, nàng. Kia nam nhân chỉ cảm thấy một cục đá đè ở trong lòng, xuyễn bất quá lên.
nhịn không được cúi đầu, rời đi tầm mắt. Phượng Trường Duyệt đã từng đại biểu Áo Tư Đế quốc tham gia Tam Quốc giao lưu đại hội, hơn nữa trở thành cái thứ nhất bắt được linh lực cùng luyện dược thi đấu hai hạng quán quân. Vì đế quốc tránh được vô thượng vinh dự, mà phía trước, càng là ngăn cơn sóng dữ, thề sống chết hộ vệ Già Lang học viện. Hiện tại, càng là đã trở thành Già Lang học viện thứ 137 vị viện trưởng. Như vậy thân phận, ở đây ai dám can đảm đem nàng như vậy tùy ý giao ra đi gánh tội thay. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng cười, 16 tuổi linh tông kia đại biểu cho cái gì? Nói vậy các ngươi sẽ không biết đi. Đó là có thể một người chiến vạn người cường đại tồn tại. Cho dù là lúc này đây chiến tranh, sẽ chết một ít người ta ở chỗ này, cũng vẫn như cũ có thể nói. Đây là đáng giá, bởi vì người kia là Phượng Trường Duyệt. Điện thượng thật lâu không tiếng động. Kia nam nhân cũng kinh sợ đan sen. Kỳ thật phía trước, hắn cũng từng nghe qua một ít, nhưng là bởi vì kia một ngày sự tình thật sự là quá mức hỗn loạn, rất nhiều tin tức đều là truyền ra tới, ở những người đó trong miệng. Mới bất quá 16 tuổi Phượng Trường Duyệt lại là thành thần giống nhau tồn tại. Này đương nhiên là bọn họ không quá tin tưởng. Lại thế nào, trên thế giới này như thế nào sẽ có người như vậy tồn tại đâu? Nói vậy phương diện này, có không ít đều là giả dối đi. Không ngừng là hắn, tính cả đế quốc đại thần bên trong, cũng có rất nhiều người đều là như thế này tưởng. Cho nên hắn mới có thể như vậy lớn mật nói chuyện. Ai ngờ, trước hết đứng ra phản bác cư nhiên chính là nhất trêu chọc không dậy nổi Thẩm Kiếm Bình. Hắn run run rẩy rẩy hướng tới phía trên nhìn thoáng qua, lại là thấy được vị này tân tấn đế vương thâm trầm khó lường ánh mắt. Thẩm Kiếm Bình ánh mắt từ đối diện những người đó trên người đảo qua, bỗng nhiên lãnh suy, đó là đem các ngươi đều giao ra đi, chỉ sợ đối phương đều không nhất định sẽ muốn. Không ít người trên mặt tức khắc đỏ lên, muốn phản bác nhưng là lại không dám, hơn nữa Thẩm Kiếm Bình nói cũng đích xác có lý, thật sự là không có gì có thể nói. Vũ Thiên Yến đứng lên, cao dài thân ảnh ở sáng đến độ có thể soi bóng người trên mặt đất, phóng ra một đạo rõ ràng bóng dáng. Bổn vương chỉ cần thắng, minh bạch sao? Thẩm Kiếm Bình lập tức quỳ xuống, mà tướng nhất định không phụ bệ hạ giao phó. Những người khác cũng vội vàng quỳ xuống, Vũ Thiên Yến lại là đã xoay người. Mặt khác, Già Lăng học viện ai cũng không cho phép nhúc nhích. Nói xong, thân ảnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đại điện đều là một mảnh quỷ dị an tĩnh. Nhưng mà cuối cùng kia lời nói, lại là ở mọi người trong lòng quanh quẩn kinh khởi một tân mồ hôi lạnh. Này trong nháy mắt vô số người mới nhớ tới bệ hạ cũng từng là Già Lăng học viện học sinh. Thẩm Kiếm Bình trước hết đứng lên, xoay người rời đi đại điện. Thấy hắn rời đi, những người khác mới rón ra rón rén đứng lên, sắc mặt khác nhau rời đi. Thẩm Kiếm Bình nhìn thoáng qua Già Lăng học viện phương hướng, giữa mày nhíu lại. Bệ hạ này nhất cử động, rốt cuộc là, tướng quân, ngài làm sao vậy? Phía sau Tu Dung đầy mặt sùng bái cùng tò mò, lại bởi vì kính trọng không dám quá mức tới gần. Ngài hôm nay thật sự là quá mức lợi hại, hiển nhiên, cái này tuổi trẻ tiểu tướng. Cũng vẫn như cũ bởi vì Thẩm Kiếm Bình hành vi hôm nay kích động không thôi. Thẩm Kiếm Bình thu hồi suy nghĩ, đi thôi, trận chiến tranh này có lẽ không có dễ dàng như vậy kết thúc. Tu Dung nghe vậy tức khắc sinh nghi, nhưng là Thẩm Kiếm Bình lại là đã rời đi. Đành phải lập tức đuổi kịp lại cũng không dám như thế nào mở miệng dò hỏi. Trong triều đình sự tình, Phượng Trường Duyệt đám người tự nhiên là không biết. Nàng lúc này chính vội vàng chuyện khác. Xê ra đem trong tay linh bảo kiểm tra rồi một lần. Lại định đã rèn luyện xong, mới từ chính mình phòng đi ra ngoài, theo bản năng nhìn về phía nào đó phương hướng, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Nơi đó, là nguyên bản Thương Ly luyện đan phòng, mà hiện tại, ngốc tại bên trong, tự nhiên là Phượng Trường Duyệt. Nàng đã đi vào 3 ngày thời gian, từ khi một ngày sự tình kết thúc, nàng đó là một đầu chui vào phòng luyện đan, không còn có ra tới quá. Này một đãi, chính là suốt 3 ngày 3 đêm. Này 3 ngày, hắn thường thường sẽ nhìn về phía nơi đó, cũng không tới gần, cũng không cho phép những người khác tới gần, sợ sẽ cho Phượng Trường Duyệt tạo thành quấy nhiễu. Hắn đoán được nàng khẳng định là ở luyện dược, hơn nữa, khẳng định là một loại cực kỳ khó có thể luyện chế đan dược. Phượng Trường Duyệt trình độ, hắn rốt cuộc là biết vài phần, bình thường luyện dược sư luyện đan có lẽ yêu cầu như vậy lớn lên thời gian, nhưng là Phượng Trường Duyệt lại sẽ không. Hắn tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng là khi đó mỗi ngày ngốc tại cùng nhau. Ngẫu nhiên xem Phượng Trường Duyệt luyện đan, Thương Ly từ lúc bắt đầu vui mừng khôn xiết đến sau lại khiếp sợ ngốc lăng, cùng với cuối cùng chết lặng vô cảm, hắn đều xem ở trong mắt. Tự nhiên cũng có thể đoán được Phượng Trường Duyệt trình độ khẳng định là phi thường tốt. Một năm thời gian không thấy, nàng nhất định trở nên càng cường.
cho nên, hắn mới có thể nghi hoặc Phượng Trường Duyệt rốt cuộc là ở luyện chế cái gì cấp bậc đan dược. Cứ nhiên, phải tốn phí như vậy lớn lên thời gian. Xê Gia, tình huống thế nào? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Xê Gia nghe tiếng, lập tức xoay người sang chỗ khác, trên mặt lộ ra tươi cười, sư phụ. Người tới đúng là Ngũ trưởng lão. Còn không biết thế nào, Trường Duyệt vẫn luôn ở bên trong, không có ra tới quá. Cũng không biết rốt cuộc ở vội vàng cái gì. Lại là như vậy hao phí tâm lực, nguyên bản trên người nàng thương còn không có hảo. Phanh. Ngũ trưởng lão nhịn không được một cái tát chụp đến Xê Gia cái ót, rồi sau đó một tay đem Xê Gia trong tay linh bảo đoạt qua đi, vô ngữ nói, ta là hỏi ngươi linh bảo luyện chế thế nào. Nga nga, cái này a, này linh bảo khá tốt. Ta vừa mới kiểm tra rồi một chút, không có vấn đề. Ngài yên tâm hảo, cảm thấy được chính mình lại lần nữa không có bắt lấy trọng điểm, Xê Gia có chút hổ thẹn. Lại cũng tò mò, ta còn tưởng rằng sư phụ ngươi là hỏi Trường Duyệt sự tình đâu. Nói, còn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngũ trưởng lão nguyên bản chính đem trong tay linh bảo cẩn thận quan khán, nghe tiếng, chậm rãi thở dài, nhìn về phía kia phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi còn không biết nàng sao? Trên thế giới này, như thế nào sẽ có nàng sẽ không sự tình? Luyện đan, luôn là không có dễ dàng như vậy. Nhưng là đối nàng cũng bất quá là thời gian dài ngắn khác nhau thôi. Huống chi, còn có vị kia. Lúc này đây Già Lang học viện tổn thương thảm trọng, Phượng Trường Duyệt càng là đứng mũi chịu sào, lúc ấy cái thứ nhất lao tới, đi trước chiến đấu, thật là bị không ít thương. Vị kia hiện tại không chừng như thế nào đau lòng đâu. Cũng chính là hiện tại, Phượng Trường Duyệt còn không có khỏi hẳn, một khi nàng hoàn toàn khôi phục liền thật là những người đó ác mộng tới. Mặt ngoài xem, ngày đó tới nháo sự người đều đã có thể giết, có thể chảo bắt, chính là trên thực tế, những người đó phần lớn là các bang phái thế lực người, tuy rằng đế quốc hạ lệnh rửa sạch. Nhưng là sao có thể thật sự hoàn toàn đem những người này cùng này đó thế lực hoàn toàn thanh trừ? Chính là nam nhân kia không giống nhau, Ngũ trưởng lão tưởng tượng đến kia một đôi thanh lãnh tôn quý, rồi lại tràn ngập vô thượng sát ý ánh mắt. Liền nhịn không được trong lòng run lên, chờ một chút, những người đó chân chính địa ngục mới thật sự muốn tới. Nhìn đến Ngũ trưởng lão bộ dáng này, Xê Gia lại là có chút do dự. Hắn tuy rằng kia cũng tin tưởng Phượng Trường Duyệt, nhưng là cái này tình huống, vẫn là có chút kỳ quái. Nàng liền tính là luyện chế đan dược 3 ngày không ra, cũng thật là có chút kỳ quái a. Hơn nữa tuy rằng sau lại Phượng Trường Duyệt xuất hiện thời điểm, thoạt nhìn không có gì trở ngại, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến phía trước nàng như vậy đột nhiên ngã xuống. Xê Gia trong lòng liền luôn là có chút bất an, chỉ có thể cầu nguyện. 2 ngày này, như thế nào không thấy được đấy á? Ngũ trưởng lão bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi một câu. Ngày thường kia nha đầu liền nhất làm ầm ĩ, nhưng là lúc này đây sự tình chung, đế á biểu hiện rất là làm cho bọn họ giật mình, thủ đoạn dứt khoát lưu loát, hành sự quả quyết thông minh. Đích xác không hổ là đại gia tộc bồi dưỡng ra tới. Kia tính tình tuy rằng vẫn là kêu kêu quát quát, chính là trên thực tế lại là thô trung có tế, thật sự là làm mọi người lắp bắp kinh hãi. Vốn dĩ tính toán chờ sự tình kết thúc, khen tưởng nàng một phen tốt nhất linh bảo, nhưng vẫn tìm không thấy người. Nhìn thấy Xê Gia, mới nhớ tới này hai người từ trước đến nay quan hệ không tồi, mới đột nhiên mở miệng dò hỏi. Xê Gia sắc mặt tức khắc trở nên có chút kỳ quái, hự hồi lâu mới nói. Nàng 2 ngày này vẫn luôn ngốc tại chính mình phòng, không có đi ra ngoài quá. Nga! Cái này, Ngũ trưởng lão là thật sự kỳ quái. Kia nha đầu cư nhiên nại được. Hắn còn tưởng rằng nàng đời này đều không quá khả năng an tĩnh ngốc tại một chỗ đâu. Ân! Nàng 2 ngày này giống như thân thể không phải thực thoải mái, cho nên vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Xê Gia có chút gian nan nói, hơi hơi gục đầu xuống. Hắn muốn nói như thế nào, đế á không biết như thế nào làm, cư nhiên đem miệng mình làm xương như là cái gì giống nhau, thật sự là không có mặt ra tới. Hắn kỳ thật cũng là trong lúc vô tình đi vào mới nhìn đến, lúc ấy cũng là chấn kinh rồi một chút, còn không có tới kịp hỏi, đã bị đế á một đạo linh lực quanh ra tới. Ngũ trưởng lão gật gật đầu. Không có miệt mài theo đuôi. Đương nhiên, ai cũng sẽ không biết, đáng thương đế á tiểu thư, cư nhiên sẽ đem miệng mình xoa sưng lên mà đang ở lúc này, một đạo nồng đậm dược hương, bỗng nhiên khuếch tán mở ra. 2 người sắc mặt đều là lập tức biến đổi. Nàng thành công, như vậy dược hương, như vậy động tĩnh, chẳng lẽ nàng ở luyện chế lục phẩm đan dược. Ngũ trưởng lão nghe được Xê Gia hỏi chuyện, lại là không nói gì, chỉ là trong lòng vẫn khiếp sợ. Hắn tuy rằng không hiểu luyện dược, nhưng là bởi vì cùng Tương Ly quan hệ phỉ thiện, cho nên đối với phương diện này hiểu biết cũng không tính thiện. Này dược hương nồng đậm thanh hương, cư nhiên đã xuyên thấu phòng luyện đan truyền đến. Có thể thấy được trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng. Hơn nữa,
Hắn ngửa đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy không trung phía trên, mây đen lại là ở dần dần hội tụ. Nàng đây là muốn luyện chế thất phẩm đan dược a. Nàng điên rồi sao? Ngũ trưởng lão trong lòng trầm xuống, rồi sau đó lập tức phi thân mà đi. Nàng hiện tại thân thể trạng huống, đừng nói thất phẩm, chỉ sợ lục phẩm đều khó khăn. Nàng như vậy điên cuồng, rốt cuộc muốn làm gì? Mà ở phòng luyện đan nội, Tiểu Bạch cũng là lập tức lắc mình xuất hiện, khiếp sợ không thôi nhìn chính ngưng mắt luyện đan Phượng Trường Duyệt. Chủ nhân, mau dừng lại tới, thất phẩm đan dược, này sẽ muốn nàng nửa cái mạng. Nhưng mà Phượng Trường Duyệt lại như là không có nghe thấy, một đôi hắc diệu thạch giống nhau đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một đoàn tam sắc ngọn lửa, mà ở chính giữa nhất vị trí. Đang có một đoàn sắc thái sặc sỡ năng lượng, cơ hồ đã thành một viên đan dược hình dạng. Nhưng mà kia cổ hơi thở cũng càng ngày càng khủng bố. Tiểu Bạch cơ hồ tâm đều phải nhảy ra. Chủ nhân, dừng lại, Phượng Trường Duyệt mồ hôi trên trán không ngừng toát ra, rồi sau đó nhanh chóng bốc hơi lên, một cổ ngọt tanh hơi thở bỗng nhiên tràn ngập mở ra. Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn khóe miệng nàng tràn ra máu tươi tức khắc nản lòng tái nhợt sắc mặt cơ hồ thanh âm đều ách. Chủ nhân, Phượng Trường Duyệt lần thứ hai dùng sức, sở hữu tinh thần lực nghiêng mà ra, sặc sỡ ngọn lửa tức khắc huyễn màu bốc cháy lên. Mà ở kia bên trong, lại là bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đúng là hôn mê hiên viên đêm. Chương 308, như vậy nam nhân. Kỳ thật nếu nhìn kỹ đi, hiên viên đêm thân ảnh lại là có chút hư ảo, ở ngọn lửa bên trong, càng là hiện ra vài phần không chân thật. Phượng Trường Duyệt ngày thường luyện dược thời điểm, cực nhỏ tình huống sẽ đồng thời tế ra ba loại ngọn lửa, bởi vì giống nhau đan dược luyện chế, chỉ cần một loại thần hỏa có thể. Mặt khác, nàng tuy rằng đối với ba loại ngọn lửa khống chế đã xem như tương đối thành thạo, nhưng là giống nhau động tĩnh khá lớn, có khi sẽ trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không đồng thời sử dụng ba loại thần hỏa. Nhưng là hôm nay lại là một cái đặc thù tình huống. Nàng là yêu cầu này ba loại thần hỏa đánh thức A giả. Đúng vậy, đánh thức. Không có người biết, nàng tại đây ba ngày thời gian đều làm chút cái gì. Lúc này, nhìn đến hắn thân hình dần dần hiện ra, nàng lại là không dám thả lỏng, thật cẩn thận đem kia một đoàn ngọn lửa đưa đến bên trái vị trí, mà ở bên phải. Còn lại là luyện chế sắp thành hình đan dược, giữa hai bên, cách xa nhau khoảng cách rất gần. Nếu có người thấy một màn này, ước chừng sẽ cho rằng Phượng Trường Duyệt điên rồi. Trừ bỏ luyện dược sư, ai cũng không dám như vậy tới gần thần hỏa. Càng sâu đến là đem người cùng sắp thành hình đan dược đặt ở cùng nhau. Đan dược ở luyện chế trong quá trình sẽ phát ra cực đại năng lượng, đặc biệt là cuối cùng một khắc như vậy cấp bậc đan dược trên cơ bản đều sẽ sinh ra cực cường bạo động. Đôi khi liền luyện dược sư đều không nhất định có thể khống chế được, có còn sẽ gặp phản vệ, có thể thấy được trong đó nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, Phượng Trường Duyệt lại là đem A Dạ cùng đan dược đặt ở như vậy gần khoảng cách, một khi truyền ra đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng điên rồi. Nàng đương nhiên không điên. Phượng Trường Duyệt sắc mặt hơi hơi tái nhợt, tinh thần lực đã khuynh chiều mà ra. Toàn diện áp thượng, một bên khống chế được A Dạ, một bên khống chế được đan dược, tranh thủ ở hai bên ngọn lửa bên trong lấy được một cái cân bằng. Vừa không sẽ làm ngọn lửa hướng tới bên kia qua đi, cũng sẽ không bởi vì lực lượng không đủ mà trở nên không xong. Đây là hạng nhất cực kỳ tiêu hao tinh thần lực sự tình, đặc biệt là ba ngày trước thời gian, nàng vẫn luôn ở tiêu phí tinh lực luyện chế đan dược, lúc này cơ hồ đã tới rồi một cái cực hạn. Nhưng là trừ bỏ sắc mặt hơi hơi tái nhợt, lại là nhìn không ra nàng có bất luận cái gì không khỏe. Cảm giác được trong cổ họng một trận nóng rát sưng đau, nàng giật giật yết hầu, lại là cảm giác được một cổ ngọt mùi tanh tức truyền đến. Ước chừng là bởi vì thân thể hư hao quá mức nghiêm trọng, mà làm cho yết hầu xuất huyết. Nhưng là nàng đã không rảnh lo nhiều như vậy, đem trong cổ họng huyết nuốt xuống đi, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cảnh tượng. Đan điền trong vòng, linh tông chi tâm cũng ở kịch liệt nhảy lên, không ngừng đem cả người linh lực hội tụ lên, nhưng là lại vẫn như cũ ngăn không được hư thoát cảm giác từng đợt đánh úp lại. Nàng cắn chặt răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Lại kiên trì trong chốc lát, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát thì tốt rồi. Tiểu Bạch ở kim sắc vòng tay trong vòng, cũng là đầy mặt ngơ ngẩn, chủ nhân thật sự điên rồi. Nàng thật sự điên rồi. Nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng này, một bên Hoa Hoa cùng Tiểu Thải cũng là đầy mặt lo lắng. Chúng nó hay tuy rằng cùng Phượng Trường Duyệt quan hệ cũng thực hảo. Hoa Hoa càng là đã cùng Phượng Trường Duyệt tâm trí tương liên hệ lên, nhưng là luận lên, cùng Tiểu Bạch vẫn là có chút chênh lệch.
nó cùng Phượng Trường Duyệt dù sao cũng là ký kết khế ước lực lượng, vô luận như thế nào đều là mạnh nhất. Cho nên nó đối Phượng Trường Duyệt tình huống, hiểu biết cũng nhất kịp thời cùng chuẩn xác, chủ nhân rốt cuộc làm sao vậy? Kịp thời là từ trước đến nay cùng Tiểu Bạch biệt nữ Tiểu Thải cũng nhịn không được mở miệng. Tiểu Bạch lại bỗng nhiên cái đuôi run lên, xóa tung đuôi to tức khắc che khuất nó mặt. Thành âm có điểm dầu dĩ, chờ xem, hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. Xem nó như vậy, Tiểu Thải cùng Hoa Hoa liền cũng minh bạch sự tình là có chút nghiêm trọng, liền cũng không nói chuyện nữa, chuyên tâm chờ đợi. Tiểu Bạch trong lòng buồn bực cực kỳ, nó muốn nói như thế nào? Chủ nhân hiện tại là xét ở bệnh luyện chế đan dược. Này không phải nàng lần đầu tiên nếm thử thất phẩm đan dược, chính là lại là nàng lần đầu tiên như vậy không muốn sống đi nếm thử. Không, hoặc là nói, nàng đã không phải tính toán nếm thử, mà là yêu cầu chính mình nhất định phải thành công. Nàng kiên quyết thái độ đã lại rõ ràng bất quá, lúc này đây, nàng là nhất định phải thành công. Nó tuy rằng đối luyện dược cũng không phải thập phần rõ ràng. Chính là như vậy nhanh chóng tiêu hao tinh thần lực cùng linh lực còn có cái gì đoán không ra tới. Toàn bộ phòng luyện đan, lúc này đều đã chất đầy dược liệu. Phượng Trường Duyệt cơ hồ đem chính mình sở hữu dược liệu đều lấy ra tới. Này 3 ngày, nàng không có chợp mắt, vẫn luôn ở chỗ này luyện dược. Gần là dược liệu tinh luyện, liền ước chừng có mấy trăm loại. Tiêu hao nàng ước chừng 2 ngày thời gian, rồi sau đó đan dược cô đọng càng là gian nan. Người khác không biết, Tiểu Bạch lại là minh bạch. Phượng Trường Duyệt thân thể nhìn như không việc gì, kỳ thật phía trước kia một lần hôn mê, vẫn là tạo thành cực đại tổn thương. Bán Thiên Cung cùng Xạ Thiên Tiễn đột nhiên thăng cấp thực sự là vượt quá đoán trước, cho dù là nó đua kính toàn lực chấn thủ, cũng vẫn là khó có thể tránh cho làm Phượng Trường Duyệt bị thương. Tuy rằng cuối cùng thành công, chính là hiển nhiên, Phượng Trường Duyệt thân thể cũng thừa nhận rồi cực đại hao tổn. Này đó, người ngoài đều là nhìn không ra tới, nó lại là tái minh bạch bất quá. Nếu cuối cùng, không phải Hiên Viên đêm cùng chỉ sợ Phượng Trường Duyệt lúc này đã... Trải qua việc này, nó trong lòng đã cũng đủ lo lắng, nhưng là lại không nghĩ rằng, vừa ra tới. Phượng Trường Duyệt liền bắt đầu như vậy điên cuồng luyện đan. Nàng này quả thực là không có đem thân thể của mình để ở trong lòng. Tiểu Bạch mẫu thân rốt cuộc là làm sao vậy? Người vì sao không khuyên nhủ nàng? Như vậy đi xuống, tổn thương chỉ có nàng a. Hoa Hoa so phía trước trưởng thành một chút, nói chuyện vẫn như cũ nãi thanh nãi khí, lại là so phía trước có chút logic, mở to một đôi vẫn như cũ thủy linh đôi mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu Bạch mắt trợn trắng, nếu không phải vật nhỏ này, sự tình lại như thế nào sẽ nháo thành hôm nay như vậy? Chính là trách cứ nói cũng nói không nên lời, thiên giai linh bảo thăng cấp này mặc dù là ở xa xôi viễn cổ thời đại, cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhiều ít cường giả muốn đều cầu không được. Trung thân cũng ngộ không thượng một lần. Chủ nhân vừa lúc đuổi kịp, từ nào đó góc độ mà nói, cũng thật là may mắn. Huống chi, loại chuyện này, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khống chế. Nó trước kia đã từng nghe qua một ít nghe đồn, thiên giai linh bảo tiến hóa kỳ thật cũng là muốn xem cơ duyên, mà cũng không phải linh bảo chi hồn có thể khống chế. Này cũng coi như là một loại không thể đối kháng. Tiểu Bạch thật là giờ khóc giờ cười. Bao nhiêu người muốn như vậy cơ duyên, trung thân không được chủ nhân gặp gỡ lại cố tình là ở như vậy một cái tình cảnh bên trong, hơn nữa suýt nữa đem chính mình tánh mạng chôn vùi. Hơn nữa, ở sự tình vừa mới kết thúc, chủ nhân thân thể xuất phát từ nghiêm trọng hao tổn thời điểm, tự nhiên liền bắt đầu như vậy luyện đan. Thất phẩm đan dược nàng còn chưa từng có thành công quá. Trước mắt duy nhất có thể làm, chỉ có chờ đợi. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch trong lòng phiền muộn không thôi, đành phải lần thứ hai đem chính mình đầu giấu đi. Trong lòng lại lo lắng hoàn toàn vô pháp đem lực chú ý đặt ở địa phương khác. Hoa Hoa gục đầu xuống, thanh âm có chút uể oải, đều là Hoa Hoa sai. Tiểu Bạch thở dài. Nó muốn như thế nào nói cho nó, kỳ thật hiện tại ai sai đều không phải. Bởi vì tình huống thật sự là, nó cũng không có cách nào mở miệng trách cứ bất luận kẻ nào. Tuy rằng Phượng Trường Duyệt là vì Hiên Viên đêm, nhưng là nó lại không cách nào mở miệng ngăn cản nàng không cần làm như vậy. Nó tuy rằng ngày xưa luôn là không quen nhìn nam nhân kia, nhưng là lúc này đây, lại cũng là không lời nào để nói. Bởi vì, ngay cả nó cũng không nghĩ tới. Người nam nhân này, cư nhiên vì chủ nhân làm được này một bước. Tiểu Bạch lần thứ hai thở dài. Hoa Hoa Tiểu Thải thấy vậy, cũng không nói chuyện nữa. Chỉ còn chờ vạn nhất xảy ra chuyện, nhất định phải kịp thời ra tay, không cho Phượng Trường Duyệt lại tao ngộ nguy hiểm. Phượng Trường Duyệt cảm thấy thân thể trong vòng lực lượng còn đang không ngừng tiêu hao, cơ hồ như là sắp khô cạn giống nhau. Kinh mạch bên trong linh lực chảy xuôi tốc độ càng ngày càng thong thả.
đan điền trong vòng, cũng tựa hồ đã hoàn toàn khô kiệt. Thần thức bên trong, tinh thần lực càng là một chút đều không dư thừa dư toàn bộ khuynh ra. Nàng cơ hồ cảm thấy trước mắt xuất hiện một mảnh tinh tinh điểm điểm màu đen. Tinh thần lực khô kiệt cảm giác cơ hồ làm nàng ngay sau đó liền sẽ ngất xỉu. Chỉ là nàng lại trước sau đứng ở nơi đó, trước mặt ngọn lửa còn đang liều mạng tiêu đốt. Bên phải đan dược càng thêm cô đọng một ít, kia cổ dược hương cũng đã sớm tràn ngập toàn bộ phòng. Từng cái năng lượng dao động từ nơi đó mặt hướng tới bên ngoài tan đi. May mắn nơi này là Thương Ly phòng luyện đan, vách tường đều là trải qua chuyên môn chế tác, nếu không gần là này lực lượng đánh sâu vào, chỉ sợ liền không phải bình thường phòng có thể thừa nhận. Nàng hướng tới hiên viên đêm thân ảnh phía trên thật sâu nhìn thoáng qua, rồi sau đó thân thể trong vòng, sở hữu lực lượng bỗng nhiên đảo ngược. Còn thừa tinh thần lực chút xuống mà ra, hoàn toàn hướng tới kia đan dược dũng đi. Đồng thời, tam sắc ngọn lửa từ bất đồng góc độ hướng tới trung gian đan dược đánh tới. Lập tức đem kia đan dược bao phủ đi xuống, phanh, sắp tới đem nổ mạnh thời điểm, nàng bỗng nhiên phi pháp đi lên, đem hiên viên đêm thân thể gắt gao ôm lấy. Rồi sau đó lại là không kịp né tránh, thân thể vừa chuyển, liền che ở hiên viên đêm trước người, thật lớn ngọn lửa bốc lên dựng lên. Theo này một tiếng nổ mạnh vang lên, thật lớn năng lượng cũng đột nhiên bùng nổ, đáng sợ năng lượng dao động hướng tới bốn phía đánh tới, vô số người bị này một tiếng bừng tỉnh. Chờ ý thức được đó là phòng luyện đan phương hướng thời điểm, mọi người trong lòng đều là một trận kinh hãi, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn lại, quả thực nhìn đến không trung phía trên mây đen. Chậm rãi tan đi, thất bại, nhưng là như vậy động tĩnh. Có thể đi vào kia phòng luyện đan, chỉ có Phượng Trường Duyệt một người, nàng rốt cuộc ở luyện chế cái dạng gì đan dược. Học viện nào đó hẻo lánh góc, Tông Vân Chi nghe được thanh âm từ minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại, rồi sau đó đi đến ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lại, chậm rãi nhíu mày. Hắn biết Phượng Trường Duyệt ở một năm trước cũng đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Lúc này một năm qua đi, nói vậy lục phẩm đan dược đối với nàng cũng không phải cái gì việc khó nhi, huống chi, như vậy động tĩnh, như vậy mặc dù là tặc nứt thất bại. Lại vẫn như cũ tràn đầy nồng đậm dược hương bộ dáng. Nàng rõ ràng là ở luyện chế thất phẩm đan dược. Hơn nữa thiếu chút nữa liền thành công. Tự nhiên, đối với luyện dược sư mà nói, thiếu chút nữa cái này từ. Thường thường cung cấp với một đạo lạch trời. Có người có lẽ cả đời cũng vô pháp vượt qua kia một đạo hoành mương. Hắn tuy rằng kính nể Phượng Trường Duyệt thực lực cùng thiên phú, lúc này lại cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng mới bao lớn tuổi, hiện tại giống như còn không đến 16 tuổi đi. Như vậy nàng, cư nhiên cũng đã ở nếm thử thất phẩm đan dược. Nàng rốt cuộc là người nào? Tuy rằng thất bại, nhưng là Tông Vân Chi cũng hiểu được một cái 15 tuổi lục phẩm luyện dược sư. Đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Như vậy thiên phú, mặc dù là, người nọ chỉ sợ cũng muốn hổ thẹn không bằng đi. Không biết nghĩ tới cái gì, Tông Vân Chi trong mắt bỗng nhiên hiện lên vài phần tối tăm, giây lát lướt qua. Theo sau, hắn xoay người về tới chính mình phòng, trong lòng lại là lần thứ hai bị Phượng Trường Duyệt khơi dậy ý chí chiến đấu, nàng một cái vô quyền vô thế thiếu nữ. Đều có thể đi bước một đi đến hôm nay, hắn vì sao không thể. Cho dù là hiện tại không bằng nàng, cũng không thể làm nàng đem hắn ném quá xa. Một ngày nào đó, hắn sẽ cùng đứng ở nơi đó, thắng hồi chính mình hết thảy. Mà toàn bộ Già Lăng học viện hiển nhiên cũng đều bị này động tĩnh kinh sợ, không ít người đều sôi nổi đi ra, nhìn về phía phòng luyện đan phương hướng. Không ít người khiếp sợ rất nhiều, cũng lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Toàn bộ Già Lăng học viện chỉ sợ cũng liền Phượng Trường Duyệt sẽ làm ra như vậy đại động tĩnh. Biết kia địa phương không phải mỗi người đều có thể đi, không ít người nhìn trong chốc lát. Lại là mảy may không có tiến lên ý tứ. Ngũ trưởng lão nguyên bản cho rằng chính mình là trước hết đến, lại không nghĩ vừa đến cửa liền thấy được một bóng người. Xê ra đi theo hắn phía sau, hiện tại thực lực của hắn đã thực không tồi. Đảo cũng là có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Uy, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Đề A hấp tấp đuổi lại đây, thiếu chút nữa đụng vào xê ra trên người, vội vàng dừng lại đi phía trước thăm đầu, đầy mặt lo lắng. Lại vừa lúc nhìn đến phía trước người nọ xoay người lại. Đúng là Tạp Tây Nhĩ. Đế Á sắc mặt hơi đổi, lập tức tầm mắt liền nhịn không được hướng Tạp Tây Nhĩ môi ngó đi. Nga, hắn dùng cốt phiến che khuất nửa bên mặt. Tạp Tây Nhĩ mang theo vài phần quyến rũ ánh mắt từ mấy người bọn họ trên người nhẹ nhàng quét một lần, ở Đế Á trên người nhiều dừng lại một lát, lại là chút nào không hiện các ngươi tới. Ngũ trưởng lão không nghĩ tới Tạp Tây Nhĩ tốc độ thế nhưng nhanh như vậy.
sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến hắn nếu là đi theo Hiên Viên Đêm mà đến, tự nhiên thân phận cũng không thể khinh thường, có được như vậy thực lực cũng là bình thường, liền gật gật đầu. Bên trong thế nào, như thế nào nháo ra như vậy động tĩnh, bên trong người đâu, thế nào? Tạp Tây Nhĩ trầm mặc một lát, ta cũng là vừa tới, phương diện này ta còn không có đi vào. Đề Á trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình. Phương diện này đương nhiên không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Tạp Tây Nhĩ xem qua đi, nguyên bản cho rằng nàng sẽ tránh đi tầm mắt, lại không nghĩ Đế Á lại là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tạp Tây Nhĩ dù cho lúc này trong lòng lo lắng, lại cũng nhịn không được rát rát khóe miệng. Hắn mặt mày một loan, đương nhiên, phương diện này không phải người nào đều có thể đi vào. Rồi sau đó, hắn cốt phiến một hoa, trước người lại là xuất hiện từng đạo sóng gợn, đó là kết giới. Hắn cư nhiên như vậy dễ dàng cắt mở kết giới. Ba người đều là có chút khiếp sợ nhìn. Phải biết rằng, nơi này là Thương Ly dùng để luyện chế đan dược, bên ngoài kết giới, mặc dù là ngũ trưởng lão bực này nhân vật, cũng không nhất định có thể đánh đến khai. Tạp Tây Nhĩ cư nhiên. Ngũ trưởng lão rất là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, rồi sau đó ánh mắt đó là dừng ở Tạp Tây Nhĩ trong tay cốt phiến phía trên. Tạp Tây Nhĩ cũng không ngoài ý muốn hắn biết chút cái gì, rốt cuộc ngũ trưởng lão là luyện khí, lập tức đó là phải đi vào, lại không nghĩ thế nhưng bỗng nhiên bị người xả một chút. Trước mắt bóng người chợt lóe, Đế Á lại là đi vào trước. Các ngươi nhanh lên. Đế Á nói, hướng tới bên trong mà đi. Tạp Tây Nhĩ hắc tuyến đây là hắn khai hảo sao? Vì cái gì bị nàng đoạt ở phía trước, còn có một loại bị cho phép cỏ tiện nghi cảm giác. Hắn quay đầu vừa muốn đứng dậy, lại nhìn đến ngũ trưởng lão cùng Xê Gia cũng lập tức theo đi lên. Trong chớp mắt lại là chỉ còn lại có hắn một cái. Tạp Tây Nhĩ lực u oán nhìn thoáng qua, rồi sau đó cũng theo ở phía sau đi vào. Uy, các ngươi nhanh như vậy làm gì? Người cũng sẽ không ném. Có hắn ở đâu? Ai, các ngươi đều dừng lại làm cái. Tạp Tây Nhĩ nói bị đổ ở trong cổ họng, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Đồng dạng bị chấn trụ, tự nhiên còn có Đế Á ba người. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ba người đều bỗng nhiên dừng lại. Thật sự là trước mắt cảnh tượng. Toàn bộ phòng luyện đan bên trong một mảnh thảm đạm, trung gian dược đỉnh đã tặc vỡ ra tới. Có không ít hắc hôi sái lạc trên mặt đất, mà trên mặt đất không ít dược liệu cũng đều tứ tung ngang dọc phóng, bởi vì đã chịu cực đại đánh sâu vào, có không ít tổn hại, còn có một ít. Có bộ phận đã bị đốt trọi, còn có chất lỏng chảy đầy đất, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Mà trung gian vị trí, đang có một đoàn bóng người. Đúng là quỳ rạp trên mặt đất Phượng Trường Duyệt, ở nàng trong lòng ngực lại là gắt gao bảo vệ Hiên Viên Đêm. Bởi vì kịch liệt nổ mạnh, nàng phần lưng cũng bị thương, có một ít địa phương thậm chí huyết nhục quay khai, vẫn không nhúc nhích, lại là đem Hiên Viên Đêm hoàn toàn ôm ở chính mình trong lòng ngực. Sợ hắn đã chịu một chút lan đến giống nhau. Nhìn đến tình cảnh này, mấy người đều là trong lòng rung mạnh. Này phảng phất yên lặng hình ảnh, thực sự là mấy người đều nháy mắt ngốc. Trường Duyệt, Đế Á một tiếng kêu sợ hãi, liền đột nhiên nhào tới. Nàng nôn nóng chạy tới, cũng bất chấp dưới chân vô số vỡ vụn bình ngọc, trên chân tuy rằng triệu hoán linh lực áo giáp, nhưng là càng là tới gần trung gian. Kia nóng cháy độ ấm liền càng là làm người khó có thể chịu đựng, bỏng cháy thống khổ cơ hồ từ lòng bàn chân truyền tới toàn thân. Nhưng là Đế Á lại là cái gì đều bất chấp, lập tức chạy qua đi, chờ thật sự tới rồi Phượng Trường Duyệt trước người thời điểm, rồi lại không biết nên từ nơi nào xuống tay. Nhìn đến Phượng Trường Duyệt trên lưng cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, Đế Á cấp hốc mắt đều đỏ, từ trước đến nay đại liệt nàng lúc này khó được dùng cực nhẹ thanh âm từng tiếng chật đổi. Trường Duyệt, ngươi tỉnh tỉnh a, Trường Duyệt ngươi đừng làm ta sợ. Phía sau ngũ trưởng lão đám người cũng lập tức phản ứng lại đây. Lại là bởi vì Phượng Trường Duyệt lúc này tình huống quá mức thảm thiết, không được tới gần. Đế Á, người trước đưa bọn họ hai người tách ra, sau đó một đám đưa ra đi. Trường Duyệt thương tựa hồ thực nghiêm trọng, người chú ý điểm đừng đụng đến nàng miệng vết thương. Ngũ trưởng lão một bên phân phó, một bên ném qua đi một cái bình ngọc. Trước đêm này đan dược cho nàng uy đi xuống. Đế Á một phen tiếp được kia bình ngọc phân loạn gật đầu, vội vàng đem đan dược đảo ra tới, đưa đến Phượng Trường Duyệt bên miệng. Lại phát hiện nàng cũng không mở miệng ra. Đế Á lại không dám tùy tiện động nàng, cấp không có biện pháp, Trường Duyệt. Trường Duyệt ngươi mau đem này đan dược ăn a, nàng lại là không biết, Phượng Trường Duyệt kiếp trước thân phận đặc thù. Vì bảo mệnh, hình thành rất nhiều bản năng. Trong đó hạng nhất chính là sẽ không ở không thanh tỉnh thời điểm ăn vào đến bên miệng đồ vật. Nàng chính là cắn chết không buông khẩu, bất luận cái gì biện pháp cũng chưa dùng. Nếu không, đời trước sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần.
Mà lúc này, Đề Á cũng không biết như thế nào cho phải, nếm thử vài lần rốt cuộc từ bỏ, chuẩn bị trước đem hai người tách ra. Nàng cẩn thận đem tay đặt ở Phượng Trường Duyệt bị thương tương đối nhẹ cánh tay thượng, muốn đem nàng nâng dậy tới, lại là phát hiện nàng gắt gao ôm Hiên Viên Đêm, một chút đều kéo không nhúc nhích. Hai người dường như là tịnh đế liên sinh trưởng ở bên nhau giống nhau, một chút buông lỏng dấu vết đều không có. Nàng sốt ruột muốn đi đem Phượng Trường Duyệt tay buông ra. Lại là phát hiện nàng cánh tay ôm đến gắt gao, một chút đều không thể hoạt động, càng miễn bàn đem hai người tách ra. Đừng nhúc nhích bọn họ hai cái. Đang ở Đề Á gấp không được thời điểm, Tạp Tây Nhĩ bỗng nhiên đi lên trước tới. Đề Á ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn đầy mặt nghiêm túc. Muốn phản bác nói liền không thể hiểu được chưa nói ra tới. Hắn bộ dáng này, giống như có chút không giống nhau. Tạp Tây Nhĩ nhìn hai người bộ dáng, trong lòng lại là thở dài một hơi. Rốt cuộc vẫn là thành bộ dáng này. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, này nam nhân thật sự là quá ngoan cố. Hoặc là nói, chỉ cần một gặp phải Phượng Trường Duyệt sự tình, hắn liền luôn là như vậy. Không màng tất cả, nếu là cho người khác biết Hiên Viên Đêm lúc này bộ dáng. Chỉ sợ không biết muốn kinh đến bao nhiêu người. Đúng lúc này, Phượng Trường Duyệt ngón tay bỗng nhiên cử động một chút. Hắn mắt sắc nhìn đến, lập tức nói, Tiểu Duyệt Nhi. Tiểu Duyệt Nhi, người tỉnh sao? Đề Á cũng vội vàng nhìn về phía Phượng Trường Duyệt khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Qua một hồi lâu, Phượng Trường Duyệt lông mi mới khẽ run lên, rồi sau đó chậm rãi mở to mắt ở vừa mới mở to mắt một cái chớp mắt kia giống như lưỡi dao giống nhau ánh mắt. Đem Đề Á Tạp Tây Nhĩ hai người đều là hoảng sợ. Ánh mắt kia, thật sự là quá mức lạnh băng sắc bén, thế nhưng như là mang theo từ địa ngục bên trong sát ra tới khí thế giống nhau. Phượng Trường Duyệt lại là nhanh chóng ý thức được trước mắt tình cảnh, ánh mắt đổi đổi, rồi sau đó lập tức cúi đầu nhìn lại, chờ nhìn đến trong lòng ngực Hiên Viên Đêm tái nhợt sắc mặt. Mặc dù là nhắm mắt cũng vẫn như cũ quạnh quẽ tôn quý dung nhan, mới yên tâm. Này liên tiếp biến hóa, làm mấy người đều là sửng sốt, không biết nên như thế nào cho phải. Phượng Trường Duyệt lại giống như hoàn toàn không có ý thức được phía sau thương, chỉ cẩn thận đem hắn tư thế điều chỉnh một chút rồi sau đó từ nhẫn trung lấy ra một cái bình ngọc. Rồi sau đó đem bên trong đan dược hàm ở trong miệng, hướng tới Hiên Viên Đêm hôn tới. Này động tác nước chảy mây trôi, không chút do dự, tựa hồ sớm đã diễn luyện quá vô số lần. Ngũ trưởng lão Xê gia bọn người là xem ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phượng Trường Duyệt thế nhưng như vậy trực tiếp. Phân loạn dơ loạn phòng nội, một mảnh an tĩnh. Phượng Trường Duyệt đem đan dược đút cho hắn, hắn tựa hồ có cảm ứng giống nhau mở ra môi, nàng đầu lưỡi một để, liền đưa vào hắn trong cổ họng. Đồng thời, hai người thân thể ở ngoài, bỗng nhiên bốc lên nổi lên tự kim sắc ngọn lửa. Tạp Tây Nhĩ mắt sắc lập tức đem Đề Á xả đến chính mình trong lòng ngực tránh đi kia ngọn lửa. Kia một đoàn ngọn lửa ở hai người quanh thân thiêu đốt chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đại khái hình dạng. Phượng Trường Duyệt đem đan dược đưa vào, lại chậm chạp không có đứng dậy. Cánh tay của nàng ôm hắn, nàng cánh môi dán hắn, nàng ngực dựa vào hắn. Nàng có thể cảm giác được hắn hơi lạnh độ ấm, thanh thiển hơi thở. Như vậy chân thật, như vậy vô căn cứ. Nàng gắt gao nhắm hai mắt lại vẫn là có nước mắt rơi xuống, chiếu ra một mảnh sặc sỡ sắc thái, nóng bỏng vô cùng. Trên đời này, như thế nào sẽ có người như vậy? Nàng trong lòng như là có thanh âm ở hí vang, có thứ gì ở hết sức xé rách nàng trái tim, nàng phế phủ. Đau đớn trên người, hoàn toàn đều cảm thụ không đến. Bởi vì không bao giờ sẽ so trái tim càng đau. Nàng gắt gao ôm hắn, nghĩ đến chính mình đã từng rất nhiều lần như vậy ngã vào hắn trong lòng ngực. Có phải hay không khi đó, mỗi một lần, hắn cũng là cái dạng này đau triệt nội tâm. Nàng bỗng nhiên hận cực kỳ chính mình, nàng hận chính mình vì cái gì không có đủ lực lượng, không có cường đại thực lực một lần lại một lần đem chính mình đặt hiểm địa. Rồi sau đó lần lượt đem hai người đều kéo dài tới phiền toái bên trong. Nàng hận chính mình tuy rằng lần lượt hứa hẹn sẽ chính mình đi đến hắn bên người, lại trước nay còn không có thực hiện. Lại luôn là hắn, lần lượt lại lần nữa trở về bên người nàng. Nàng hận chính mình vô dụng, gặp được nguy hiểm, lại luôn là liên lụy hắn cũng đi theo chịu trừng phạt. Đúng vậy, nàng lúc này rốt cuộc minh bạch, đương chính mình bị thương, cho hắn thống khổ cũng mảy may không ít. Tất cả lo lắng, lo âu, bất an, đều là nàng cho hắn. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc cảm nhận được chính mình tàn nhẫn. Nàng đem chính mình cái trán để ở hắn cái trán phía trên, một tiếng không nói. Sợ chính mình một mở miệng, liền nhịn không được sở hữu, cảm xúc đều nghiêng mà ra. Thân thể hắn tuy rằng hơi lạnh, chính là lại như vậy chân thật a. Hắn trong suốt mắt phượng, hắn thanh lãnh ý cười, hắn sủng nịch thần sắc, hắn hữu lực cánh tay, hắn rộng lớn ngực.
Duyệt Nhi, thậm chí liền thanh âm đều như vậy rõ ràng. Chính là, hắn trên người, bị thương địa phương, lại là liền một giọt huyết đều không có. Nàng cắn răng, thân thể giống như tiểu thú giống nhau cuộn, ôm thân thể hắn, hung hăng cúi đầu, phát ra một tiếng thấp thấp thật dài nức nở. Này một tiếng, thật sự là quá mức áp lực. Bao hàm quá nhiều cảm tình. Đề Á ở bên ngoài, mơ hồ nghe được, lại là nháy mắt liền mơ hồ đôi mắt. Tạp Tây Nhi ánh mắt thật sâu. Ngũ trưởng lão cùng Xê Gia cũng đều là sững sờ ở tại chỗ, nghe tiếng trầm mặc. Phượng Trường Duyệt trong lòng không ngừng hỏi chính mình vì cái gì. Hắn rút ra linh hồn của chính mình thể mà đến, nàng lại trước sau nhìn không ra. Như vậy thời gian dài chia lìa thân thể hắn không biết hao tổn bao nhiêu. Hơn nữa, còn bị như vậy tương. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy nam nhân? Như thế nào sẽ có như vậy nam nhân? Chỉ vì nàng, trèo đèo lội suối, thoát ly hồn phách, bất luận sinh tử. Chỉ vì nàng, hồi lâu. Nàng đứng dậy, chung quanh ngọn lửa rốt cuộc dần dần tan đi. Mấy người vội vàng nhìn lại, lại đối tượng nàng cực tĩnh cực lãnh đôi mắt. Người đem hắn mang đi đi. Ta sẽ mau chóng luyện chế hảo đan dược, chữa khỏi hắn thương thế. Tạp Tây Nhĩ sửng sốt, Phượng Trường Duyệt lại là đã đứng dậy. Người muốn đi đâu? Tạp Tây Nhĩ theo bản năng mở miệng. Đi ta có thể cứu hắn địa phương.